Chú để vậy vậy luôn hả chú? Xin lỗi tất cả các bạn, mình là Nhã Trúc nè. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một bé với bên nữa nha. Một, hai, ba. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu mở đi nha các bạn. Đây là mì spaghetti nè. Đây là bé búp bê của tụi mình. Ở phía sau là giới thiệu bộ búp bê nè của mình, chúng ta. Và còn hai cái búp bê khác, đó là búp bê làm nước và búp bê bán bánh. Còn chúng ta là búp bê làm mì hen. Hôm nay chúng ta sẽ mở búp bê này ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra. Mình đã làm ra rồi nè. Đây là một bộ đồ làm bếp, có là một cái nồi to để mì trong đây, một cái bếp nè để đồ, những cái kệ đồ nè, ba cái kệ ở trên đây là những cái như là cái đĩa và cái này cho cái một thìa quá cần giống nè, có cái ly nhỏ nhỏ. Cái này là để lượt mì nè. Mình sẽ lấy nước xong rồi, nếu mà có nước thì mình sẽ lấy mì bỏ vô đây, xong ngấm nước xuống, xong sẽ lấy lên, nước sẽ chảy vô cái lỗ này. Cái để gấp mì, cái để gấp mì lên, cái này bao tay cho búp bê. Và những thứ là mì là, cái này là máy làm mì, các bạn có thể bỏ nó xếp vô đây. Nếu mà các bạn làm xong, nếu các bạn làm xong á, nếu mà còn đây là đất sét của chúng ta. À, có hai màu nha các bạn, một đất sét vàng và một đất sét hồng đỏ nè. Hồng đỏ thì làm có thể làm thịt hoặc là cà chua, còn vàng chắc chắn là mì rồi. Và chúng ta không thể thiếu đó chính là búp bê, đúng không nào? Đây là búp bê của chúng ta. Búp bê thì rất là dễ thương, có tóc màu vàng, có một cái áo nè làm đồ bếp, cái quần thì khá co giãn, nhưng những cái búp bê khác mình đã giới thiệu rồi. Và đôi giày bằng màu xanh, đúng không? Đẹp, rất là đẹp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu chơi nha. Mình xin giới thiệu đây là quý khách của chúng ta, đó là tên là Summer đi ha. Summer có cái túi màu tím, mặt cũng rất là dễ thương và tóc màu tím đen. Ở đây là một cái ghế nè, đây là cái sofa để các bạn có thể đợi lúc mà chờ có bàn đó. Rồi giờ Summer sẽ bắt đầu vô nha. Rồi Summer vô bàn rồi. Để đây Mi ra hỏi. Dạ chào chị gọi món gì ạ? Đây là menu của quán, cho tôi mì spaghetti nha. Dạ, rồi chị đợi xíu nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm mì spaghetti với các bạn. Mình sẽ đeo bao tay vô. Thank you.
thì mình sẽ bắt đầu làm mì đây. Bên mở xíu nha. Lấy mì ra. Các bạn mở cái này ra nha. Mình sẽ lấy màu vàng để làm mì. Để chúng ta sẽ lấy xếp. Chúng ta sẽ bỏ nhiều đất xếp vào để có nhiều mì ha các bạn. Mình sẽ nhét vô đây. Rồi mì. Đây. Chuẩn bị ra. Two hours later. Mì đã xong, tắt bếp đi, lấy cái này. Cái này sẽ làm mì sẽ không bị dính nước nha. Sẽ để trên đây. Này, mì dơ để cho nó hết nước đi. A few moments later. Đây là món mì của ý khách đã đặt. Đây là thìa chung. Và đây là nước. Xin mời quý khách. Giờ mình sẽ rửa đồ đây. Khi ăn xong rồi dặn cho tôi đi. Dạ. Của quý khách là đi rửa tay thôi. Các bạn nhớ cho nó xếp xong rồi rửa tay nha, nó không cho bị dơ tay. Đi rửa tay. Đây là cái khăn lau tay của mình. Nếu các bạn không có nước đó thì các bạn có thể sử dụng cái này làm nước rửa tay cũng khác hơn. Xoa bàn tay. Đây là búp bê của em mình. Mình xin em mình cho mượn một xíu để quay. Đồ của búp Summer cũng khá đẹp đúng không? Cái tên Summer là do mình tự đặt, còn em mình đặt mình không biết tên gì nữa. Đây. Nó có rất là nhiều khớp nè. Gọi em như Summer. Rồi xong. Mình đã phủ xong. Phải đã sạch sẽ. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.